Trân trọng kính chào và rất cảm ơn khán giả đến với chương trình bình luận thời sự của Vkhao TV. Hôm nay là chương trình thứ 3, 6 tháng 8, 2019. Rất hân hoan tái ngộ nhà báo Duy Huy. Vâng, kính chào tái ngộ cùng quý khán giả đài truyền hình Vcon. Kính chào giáo sư Trần Minh Chi. Vâng, thưa anh Viên Huy, thưa khán thính giả, chúng ta thấy là mới đây có một cái tin đưa ra mình nghe rất là kịch tính và nói lên cái tính chất của ông Trump là mới chúng ta thấy là căn cứ vào tờ báo New Yorker thì thấy rằng là ông Trump đã có mời ông Bộ trưởng Ngoại giao của Iran là ông Zarif khi ông tới New York để dự Hội đồng Liên Hợp Quốc. Và chúng ta nhớ lúc đó thì có nhiều người nói rằng là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là cho phép ông tới là một hành động tương đối tốt và có vẻ lịch sự. Nhưng mà thật sự bên trong đó bây giờ mình mới thấy ra một việc nữa. Nghĩa là theo tờ New Yorker họ đăng, thì họ nói rằng là ông Donald Trump đã cử ông Rand Paul là nghị sĩ trong chủ tịch ủy ban là đối ngoại thì tới gặp ông Zarif ở tại cái tư dinh của nước Iran ở tại Liên Hiệp Quốc để thương lượng mời ông tới gặp ông Donald Trump ở Tòa Bạch Ốc. Thì cái điều đó nó đầy thấy kịch tính, nghĩa là khi mà hai người tức là ông Rand Paul với ông Donald Trump đến góp với nhau thì ông Trump có nói là bây giờ đến để gặp ông để mời ông tới Tòa Bạch Ốc để mà nói chuyện. Thì khi ông này ông tới ông nói chuyện với ông Zarif tức là Bộ trưởng Ngoại giao thì ông Zarif đã hai bên cùng bàn cái vấn đề là cái thỏa thuận hạt nhân và những cái nguyên tắc mà hồi xưa đã đưa ra để mà áp dụng như thế nào, và đồng thời bàn về vấn đề là cái chuyện mà bắt tàu buôn, vấn đề bắt cái tàu chở dầu ở trên cái bờ biển Vịnh Ba Tư. Và ông đạt lời mời tới ông Zarif thì ông Zarif trả lời hai lý do mà không đi. Nói là chúng tôi sẽ xin ý kiến của thủ đô của chúng tôi, lãnh đạo của chúng tôi thì chúng tôi mới trả lời. Cái thứ hai là chúng tôi cũng không nghĩ là nói chuyện gặp ông Donald Trump nó có đem lại cái kết quả gì hay không, do đó ông từ chối. Thì cái chuyện từ chối của trong các cái vấn đề âm thầm bí mật ngoại giao là chuyện bình thường. Nhưng mà sau khi ông trở về thì phải nói rằng là ông Donald Trump nghe báo cáo như vậy và sau đó chúng ta thấy ông Bộ trưởng Tài chính ông Mnuchin ra cái lệnh là trừng phạt riêng cá nhân ông Zarif bởi vì xem ông là một cái người gây trở ngại gọi là phá hoại cái vấn đề là cái thỏa thuận B5+1. Thì chúng ta thấy đây cũng là một cái chuyện nó đầy kịch tính. Bởi vì hai cái chuyện nó đi liền với nhau. Có lẽ nếu ông Zarif mà theo lời ông Donald Trump mà tới Tòa Bạch Ốc dự thì có lẽ là ông không có bị trừng phạt. Và sau đó thì vì ông từ chối có lẽ là ông Donald Trump mất mặt. Bởi vì cái bản tin này tờ New Yorker họ đăng thì được Reuters nó đăng lại và nó phổ biến rộng rãi lên. Chúng ta thấy sau đó khi mà ông Donald Trump ra lệnh cho ông Mnuchin trừng phạt ông Zarif, Bộ trưởng Ngoại giao của Iran, thì ông Bộ trưởng Iran nhanh chóng là phản ứng liền. Ông nói là như vậy thì cá nhân chúng tôi, tức là ông Zarif là một cái nhân vật quan trọng đối với ông Donald Trump, do đó ông mới trừng phạt như vậy. Thì chúng ta thấy là những câu chuyện ngoại giao lớn như vậy và những cái phản ứng như vậy thì rõ ràng là ông Trump làm như thế đầy ngẫu hứng chứ không có tính cách. Chúng ta rất là nghi ngờ là có lẽ là ông Donald Trump ra lệnh trừng phạt ông Zarif vì lý do ông không nể mặt chúng tôi đi tới Tòa Bạch Ốc. Thì cái điều này là phải nói là về mặt Iran thì phải nói là ông Zarif làm đúng. Bởi vì ông nói là chúng tôi phải chờ lệnh chứ chúng tôi đâu phải là người tổng thống mà chúng tôi đi ngay. Do đó cái dầu sao đi nữa thì cái trả lời đó nó cũng là muối mặt ông Donald Trump, thưa anh Nguyên Huy. Vâng, có một cái điều là có vẻ như là trái khuấy là cái lệnh trừng phạt tất cả các nhà lãnh đạo cao cấp của Iran, thì trong đó thì có ông Bộ trưởng Ngoại giao Zarif rồi, và thậm chí đến ông tư lệnh tinh thần của Iran là ông giáo chủ Khamenei cũng bị trừng phạt nữa. Thì thưa quý khán giả, một mặt thì Hoa Kỳ giữ những cái lệnh trừng phạt mà còn gia tăng lệnh trừng phạt đối với Iran, mà còn mặt khác ấy, thì vẫn cứ ngỏ lời mời người ta
Làm sao mà có cái chuyện mà khi mà ông trừng phạt như vậy mà người ta lại còn chấp nhận được? Nhưng mà tại sao Tổng thống Donald Trump vẫn còn giữ cái chuyện đó, vẫn còn thể hiện cái lời mời, và đặc biệt là Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ ông Pompeo nhắc đi nhắc lại là chúng tôi muốn mời Iran bàn chuyện hợp. Thì cái chuyện này ai cũng thấy là một cái chuyện vô lý, bởi vì một mặt anh siết người ta và anh làm như là anh ép buộc người ta để mà ngồi vào bàn đàm phán, thì dĩ nhiên là một đất nước nào khác thì không cứ gì Iran thì cũng khó mà chấp nhận những cái lời mời của Washington như vậy. Nhưng mà đây mà Tổng thống Donald Trump không phải là ông ngây thơ để ông làm cái chuyện đó, mà ông nói rằng là rõ ràng ở đây đối với lại thế giới, dư luận thế giới và đặc biệt đối với lại nước Nga, ông Putin, thì Hoa Kỳ vẫn tỏ một cái lòng hòa hoãn đối với Iran và không bao giờ là có một cái gì thù địch, và chúng tôi sẵn sàng ngồi nói chuyện lại với Iran. Thì thưa quý ông, ông rêu rao một cái chuyện đó mà Iran không có chấp nhận chuyện đó, đó là ông rêu rao là cái dư luận quốc tế. Thì để ông làm lấy cái thế của mình. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Iran thì thật sự là cũng mong muốn gặp gỡ với Hoa Kỳ lắm chứ không phải không. Nhưng mà vì cái cớ rằng là Iran muốn nói rằng là phải bỏ cái ít nhất là phải bỏ ra một số những các biện pháp trừng phạt và cấm vận đối với Iran, thì có thể từ đó Iran mới có thể bước tới được, chứ còn không nếu bây giờ giữ nguyên cấm vận và trừng phạt với Iran thì làm sao mà cái chính phủ này, từ ông Khamenei giáo chủ cho tới những người lãnh đạo của chính phủ Iran, thưa ông. Vâng, đúng rồi. Bây giờ qua đến cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông thì bây giờ không phải chúng ta thấy rằng là nó mang một cái tính chất nó không còn là có vẻ khu vực nữa, và nó hết sức là quan trọng đối với là ông Tập Cận Bình. Vì sao? Là bởi vì rằng là những cái cuộc biểu tình này nó liên tục mà diễn ra 9 tuần lễ rồi, mà bây giờ người ta thấy rằng là từ cái phút đầu là chỉ là chống đối với lại cái dự luật mà dẫn độ thôi, mà cái việc chống đối đó đã thành công, tức là cái bà Maria Lâm đã phải chịu mà nhượng bộ và nói rằng là cái dự luật đó bây giờ phải hủy bỏ và chết luôn rồi, không còn làm nữa. Và như vậy cái cuộc biểu tình coi như là thành công, nhưng mà chưa phải, tiếp tục sau đó những cuộc biểu tình vẫn còn là lên tiếng, và những người tham gia biểu tình của Hồng Kông càng ngày càng đông chứ không phải không. Và bây giờ nó biến sang một cái mục tiêu khác, tức là lật đổ cái chính quyền mà hiện tại bây giờ coi như là một cái chính quyền mà tay sai của Bắc Kinh. Thì cái việc mà yêu cầu bà Carrie Lam thì từ chức, thì bà ta Carrie Lam trước một cái áp lực của dân chúng như vậy thì cũng có vẻ là hòa hoãn và muốn từ chức lắm chứ không phải không. Nhưng Bắc Kinh nhất định là không cho bà từ chức, đó là một cái điểm mà chúng ta cần ghi nhận. Và đến nay thì nhiều cuộc biểu tình nó riêng rẽ nhưng mà cũng vẫn cùng một mục đích, tức là có những cuộc biểu tình bao vây cái ủy ban hành chính của Bắc Kinh, rồi có những cuộc biểu tình ở các nhà ga đón những người từ lục địa Trung Hoa sang và để giải thích cho họ cái mục tiêu của chúng tôi làm những công việc này là như thế này, không phải là chúng tôi nổi loạn. Thì thưa quý khán giả, trong ngày hôm qua thì một cuộc đình công, bây giờ không còn là biểu tình nữa mà làm cuộc biến sang những cuộc đình công vĩ đại, tức là ít nhất là có khoảng 500.000 người đã tham dự vào cái cuộc đình công này ở trên 11 khu vực quan trọng, thương mại quan trọng của Hồng Kông, kể cả cái khu vực Disneyland nữa. Thì thưa quý khán giả, ở đây cái cuộc biểu tình này cũng vẫn lấy làm cái mục tiêu là chúng ta phải chống đối với lại cái ủy ban hành chính của Bắc Kinh. Thì ở đây chúng ta biết rằng cái ủy ban hành chính này, nếu khi mà Trung Quốc nhận lại từ tay của Anh Quốc, thì thưa quý khán giả, cái ủy ban hành chính này được hai bên thỏa thuận với nhau là sẽ là những người đại diện của dân Hồng Kông, không phải là những người nào khác. Nhưng mà dần dần những người đại diện của dân Hồng Kông, một là bị mua chuộc bởi Bắc Kinh, hai là bị áp lực của Bắc Kinh, cho nên đã làm việc theo Bắc Kinh. Và bây giờ theo những cái quan sát của những người Hồng Kông cho biết, thì họ nói là có đến 60% những cái nhân viên ở các ủy ban hành pháp tư pháp và lập pháp của Hồng Kông đó, đều là người từ Bắc Kinh hoặc là thân cận với Bắc Kinh. Và vì thế cho nên những cuộc xuống đường này bây giờ
hoàn toàn là vì cái mục đích muốn lật đổ tất cả những cái chuyện đó và đòi hỏi Hồng Kông được độc lập. Thì thưa quý khán giả, vấn đề đó là vấn đề không bao giờ có thể mà ông Tập Cận Bình chấp nhận được. Và ông đã nói rằng chúng tôi sẽ dùng quân sự nếu mà Hồng Kông không, người dân Hồng Kông không tôn trọng trật tự và luật pháp ở Hồng Kông mà tiếp tục những cuộc biểu tình rồi thì xô sát với cảnh sát. Và nếu mà có những cuộc đụng độ lớn thì chắc chắn là quân đội từ lục địa Trung Hoa sẽ được điều đến. Mà như chúng ta đã biết là có một cái đơn vị lớn của quân đội nhân dân Trung Quốc thì đã tập trận ở cái vùng ở Quảng Đông, nơi sát gần với lại cái khu vực của Hồng Kông. Thì thưa quý khán giả, tất cả những cái việc đó đã sẵn sàng. Nhưng mà người ta tự hỏi rằng liệu ông Tập Cận Bình có dám là dùng cái quân sự để mà đàn áp người biểu tình đó hay không? Và rồi cái câu hỏi thứ hai là những cuộc biểu tình đó rồi sẽ dẫn đến đâu? Nếu mà ông Tập Cận Bình không dám buông tay xuống thì sẽ dẫn đến đâu? Thì và như vậy người ta thấy rằng là không phải là, có lẽ không phải là chỉ vì những người dân Hồng Kông thôi, mà chắc chắn là sẽ có những cái bàn tay của ngoại quốc vào. Trong đó thì người ta có nghi ngờ đến Hoa Kỳ là nhiều. Và chúng ta hiện tại bây giờ thì cũng chưa định đoán được cái tương lai Hồng Kông sẽ đi về đâu. Hồng Kông những cuộc biểu tình này sẽ thắng lợi hoàn toàn hay là sẽ bị ông Tập Cận Bình trắng trợn mà dập tắt đi, thưa giáo sư? Thật sự phải nói là cái cuộc biểu tình nó đi quá xa từ cái chuyện mà cái dự luật và dẫn độ cho tới cái chuyện bây giờ là bãi công, đình công, nhưng mục đích là đòi thay đổi cái chế độ trong nước của Trung Quốc, nghĩa là đưa cái tín hiệu về đó qua những cái người dân trong nước ra, thì cái đó này nó đi hơi xa. Nhưng mà thật sự những cái mục đích như vậy rất khó thành công. Nhưng mà phải nói đây là một cái việc làm mà có lẽ là người ta nghi rằng có cái thế lực bên ngoài. Và chính Trung Quốc đã lên tiếng nói ngay rào đó là Hoa Kỳ, và kêu gọi ông Trump phải rút cái bàn tay ra khỏi lông lá, ra khỏi chỗ đó. Và ông Trump nhiều lần đã can dự bằng cách xía vào, nói những cái lời lẽ có tính cách khích bác thêm. Và giờ đây lại nói rằng là nếu cái biểu tình này nó đi đến cái chỗ bạo loạn, cái chữ bạo loạn, bạo động đó là dùng lại cái chữ của Trung Quốc đã dùng để ám chỉ cho cái dân Hồng Kông biểu tình. Như vậy thì mình thấy rằng cuộc biểu tình nó hoàn toàn nó không có chủ động do cái người dân, mà một phần là đi càng ngày nó càng xa. Người ta nghi là các lực lượng Tây Phương, trong đó đặc biệt là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ muốn đưa cái bàn tay vào đó để mà cân bằng và đòi hỏi với ông Tập Cẩm Bình mà để thương lượng cái vấn đề thương ước. Do đó chúng ta thấy luôn luôn nó có cái hình bóng phía sau của Hoa Kỳ. Vì cái điều này cũng dễ hiểu, bị Hồng Kông là một cái nơi mở cửa trước đây rồi, trong đó có cái tình báo của nước Anh và tình báo của Hoa Kỳ, là hai cái tình báo họ là liên lạc với nhau, trao đổi với nhau rất nhiều. Nhưng mà trước sau gì chúng tôi thấy biểu tình này nó cũng phải đi đến chỗ chấm dứt với cái dạng nào đó. Vì khi họ đưa tới vấn đề xa hơn, vấn đề thay đổi chính trị, thông báo tin tức cho Trung Quốc, thì cái đó họ hết rồi chứ không còn làm gì nữa. Nếu mà họ bạo động tiếp thì chắc chắn là sẽ bị đàn áp. Đàn áp giải tán bất kể cái giá nào, cũng không phải chỉ có Hồng Kông, mà nước nào thì họ cũng làm bất cái giải tán, dùng lựu đạn cay, dùng mọi thứ để giải tán, Mỹ cũng thế thôi. Nhưng mà bây giờ nó đang xuống tới cái chỗ thì không biết người dân Hồng Kông họ kiên trì đình công bãi thị cho tới được bao lâu. Thì cái điều đó chúng tôi thấy là cái vấn đề ăn thua hai cái đầu. Cái đầu bên đây là ông Donald Trump, cái đầu bên kia là ông Tập Cẩm Bình. Bàn với thế nhau như thế nào khi cái thỏa thuận về vấn đề thương mại đã xong thì cái đó nó phải ngừng lại thôi. Chúng tôi đoán như vậy. Thưa anh VQ, cảm ơn khán giả. Chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo.